Vâng, X5 này. Máy này thì bị lỗi không nhận máy tính nhỉ. Tại mình đang test và đây mình đang ngắt này. Kết nối đây. Vào trên mềm này chỉnh các thứ. Dòng này rất hay bị lỗi không nhận phần mềm, tuy nhiên là nó có thể xử lý ok nhé. Ngắt đây, ngắt màn hình nào, cái nối lại phần nữa này. À, mọi người cần xử lý lỗi không nhận phần mềm vang X không kết nối đồ máy tính trên đó thì có thể liên hệ trực tiếp theo số máy là 0979 486059 hoặc là 0868 599946 nhé, để gặp trực tiếp một viên mình sẽ tư vấn hỗ trợ xử lý lỗi không nhận phần mềm trên cái dòng vàng này cho. Còn về toàn bộ công nghệ như là các cái linh phụ kiện thay thế dòng này thì mình luôn luôn có sẵn, các cái máy lỗi tiếp nhận về làm rất nhanh. Mọi người yêu cái kênh nhé thì có thể đăng ký kênh, có thể truy cập vào trong phần danh sách video của kênh để tham khảo thêm các cái video mà mình đã cập nhật trên kênh về chia sẻ hướng dẫn giới thiệu sửa chữa các cái dòng máy. Ngoài ra thì nó còn có dạng là vẫn kết nối được nhưng mà nó bị mất EQ trên phần mềm, tức là kết nối được nhưng mà không chỉnh được, bị cắt mất tất EQ.